Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi điện thoại nha. Địa chỉ là số 66/27 đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và có thể tín dụng, hỗ trợ khoản vay cho mọi người tầm 40 triệu trở lại nha. Bên mình thì không bao nợ xấu, mọi người có nhu cầu trả góp thì cứ qua bên mình làm hồ sơ trả góp trực tiếp hoặc là quẹt thẻ tín dụng nha, không làm online. Trang fanpage là Trịnh Văn Mobile có để đường link dưới phần mô tả video. Số điện thoại của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8748. Số thứ ba là 05853 5 con số 0. Bên mình thì làm việc từ 8:30 sáng đến 8 giờ tối. Chính sách bảo hành sẽ là 3 tháng một đổi 100 ngày đầu tiên. Phụ kiện để kèm theo máy là cáp sạc, một số máy mình hỗ trợ thêm tai nghe. Bên mình thì bán điện thoại có ship code đi toàn quốc luôn. Ở xa có nhu cầu của điện thoại bên mình thì cọc cho bên mình trước phí ship nha. Bên mình ship hàng cho mọi người được kiểm tra máy, test máy trước khi thanh toán đủ tiền. Mọi thông tin chi tiết mình có để phần mô tả video, mọi người chỉ cần kết vào phần mô tả video để ra đầy đủ tất cả thông tin cho mọi người tham khảo dễ mua nha. iPhone 12 Pro Max nha, màu gold, ngoại hình đẹp keng luôn, khá đẹp. Con này thì 128GB, bản Mỹ nha, bản Mỹ sẽ có modem 5G này. Máy còn khá là keng luôn nha mọi người, keng 99. Pin còn 85. Giá bán của bên mình là 14.350.000 nha, 14.350. 12 Pro Max nha, màu gold đẹp keng. Samsung Galaxy Note 10 cộng. Cái này ngoại hình hơi xấu nha, Note 10 cộng nè, ngoại hình hơi xấu. Được cái là hàng là Việt Nam 2 SIM. Nam 2 SIM ra 12256. Tính ra cái này thì nói chung là màn hình nó bán, màn hình nó không cũng đã gần 5 triệu rồi nha. Màn hình này được cái đẹp, không ám ảnh gì hết. Note 10 cộng. Giá bán là 4.9 triệu nha, 4.9 triệu. iPhone 11 nha, 11. Con này thì máy lóc. Pin này thì bảo trì rồi, pin này còn 77 nha, 77 thôi, 77 nhưng mà pin zin nó thì xài vẫn ổn nha mọi người. Đây, hàng Mỹ 64GB, máy thì zin đẹp nha, nguyên zin. iPhone 11 giá bán là 4.2 triệu nha, chỉ với giá 4.2 triệu thôi. Samsung Galaxy Note 20. Còn này thì bút khác màu nha, bút khác màu. Note 20 5G, bản Hàn Quốc, 1 SIM nha, 1 SIM. Giá bán là 4.650.000 nha, 4.650. Note 20 nha, 4.650.000 thôi. S21 Ultra 5G, hàng Việt Nam, RAM 12 bộ nhớ 128 nha, ngoại hình đẹp 98 nha mọi người, đẹp 98. Giá bán của bên mình là 9.8 triệu nha, 9.8 triệu đối với hàng Việt Nam nha. Hàng Việt Nam sẽ được 2 SIM. Hàng Việt Nam thì bây giờ rất là hiếm máy đẹp nha, rất là hiếm luôn. S21 Ultra 5G. iPad Pro M1 nha, iPad Pro M1 256GB luôn, thế hệ 3 nha. Con này vừa hết bảo hành M1. Máy đẹp keng, Wi-Fi 11 in nha. Con này thì giá bán của bên mình sẽ là 16.5 triệu nha, 16.5 triệu M1. iPad Air 4 256GB luôn, máy cũng đẹp keng nha. Air 4 256GB phiên bản Wi-Fi. Giá bán là 8.8 triệu nha, Air 4 nha, 8.8 triệu, 256GB Wi-Fi. Samsung Galaxy Tab S7 FE, cái này ngoại hình trầy nhẹ nha, Tab S7 FE, màn hình sẽ là 13 inch, RAM 4/64, chip Snap 730 nha. Chip Snap 750 5G nha mọi người, 750 5G. Cái này thì giá bán của bên mình là 6.4 triệu nha, 6.4 triệu. Con này là con Mi Pad 5 bản 128GB, RAM 6GB, bộ nhớ 128 nha. Mi Pad 5. Cái này thì ngoại hình nó hơi trầy trầy. Giá bán của bên mình là 5.650.000 thôi nha. Mi Pad 5, màn hình 11 inch, độ phân giải lên đến 2K nha. 2K luôn. Samsung Galaxy S21 Plus, hàng Việt Nam 2 SIM nha, máy đẹp, giá bán của bên mình là 7 triệu nha. Cây này thì mình đang có hai màu, màu bạc và màu đen. Đây, màu bạc đây nha. Máy còn khá đẹp luôn, S21 cộng. Hôm nay thì mình về được S21 Ultra nè. Con này hàng Việt Nam nha. Ngoại hình tầm 98 nha mọi người, nói chung là có trầy nhẹ, ngoại hình 98. Giá bán là 9.8 triệu nha, 9.8 triệu. Có hai cây 9.8 triệu nha. Và mình về thêm bản hàng này. Bản hàng thì ra 12 bộ nhớ trong là 256GB. Hôm nay mình về được máy đẹp nha, bản hàng máy đẹp. Giá bán của bên mình là 8.4 triệu nha. S21 Ultra 5G ra 12 bộ nhớ 256GB. Bản hàng thì mình về được có mấy cây thôi. Được này hết hàng nha mọi người, hết hàng. Máy được này thì cũng còn khá đẹp nha, tầm 98, 8.4 triệu nha. S21 Ultra 5G. Samsung Galaxy S21 Plus nha, con này bản Hàn Quốc. Máy cũng còn khá đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 8.250.000 nha, 8.250.000. Sorry mọi người nha, S21 Plus thì giá bán là 6.250.000 nha, 6.250 thôi. iPhone 13 Pro Max nha. Con này thì hàng Việt Nam 256GB, máy đẹp keng 99 luôn. 13 Pro Max màu xanh. 256GB pin 87 nha. Máy rất là đẹp luôn nha mọi người. Hàng Việt Nam này 256GB màu xanh. Keng. Còn dáng luôn nha. Rất là đẹp. Cây này thì giá bán của bên mình sẽ là 18.2 triệu nha, 18.2 triệu. 13 Pro Max Việt Nam 18.2 triệu nha, nguyên zin. Xiaomi Redmi Note 12s nha. RAM là 8 bộ nhớ trong 256GB. Con này là máy new nha, máy mới này, máy mới chưa khui siêu luôn. Note 12s. RAM 8GB. Bộ nhớ tới 256GB tha hồ lưu trữ luôn. Máy mới một hàng chính hãng bao hành dài nha. Thông số kỹ thuật này, camera 108 chấm nè. Pin là sẽ được 5.000. Màn hình 6.43 inch, chip Helio G96 nha. New nguyên siêu. Giá bán của bên mình là 4.9 triệu nha. Redmi Note 12s, RAM 8 256, máy mới 4.9 triệu, chưa khui siêu luôn. iPhone 11. Con này viền nó hơi trầy. 128GB nha. Hàng Việt Nam 128GB. Nó hơi trầy tí thôi. Pin 82. Giá bán của bên mình là 6.7 triệu nha, 6.7 triệu iPhone 11. Samsung Galaxy S10 5G, cái này ngoại hình hơi trầy nha, S10 5G sẽ là RAM 8 bộ nhớ trong là 256GB. Con này ngoại hình hơi xấu xíu nha mọi người, hơi xấu xíu. Giá cực kỳ tốt thôi, chỉ với giá là 3.7 triệu nha, 3.7 triệu S10 5G nha, 3.7 triệu. Samsung Galaxy A23 RAM 8GB nha. A24 RAM 8GB. Con này thực tế là sở hữu màn hình OLED, bảo hành chính hãng còn rất là dài luôn, máy đẹp keng 99. Giá bán của bên mình là 4.6 triệu nha, 4.6 triệu. A24 RAM 8GB 4.6 triệu và mình có RAM 6GB. Giá bán của bên mình là 4.3 triệu nha, 4.3 triệu RAM 6GB. Samsung Galaxy S21 FE. Con này thì RAM 8 128 ngoại hình đẹp keng 99 nha. Giá bán là 7 triệu. S21 FE 5G 8 128 đẹp 99. iPhone 7 Plus nha. Con này thì 256GB máy zin nha. Zin này, màn hình zin luôn. Pin con này thì còn 86. 7 Plus ZB là Singapore nha. 256GB. Giá bán là 3.2 triệu nha. 3.2 triệu 7 Plus. Con này là con Huawei Nova 5T. Con này máy xách tay nha. Con này hình như là Nova 5R nha. Nova 5R luôn. Chip Kirin 980, RAM 8 hoặc như trong 128GB 5R nha. Con này thì máy xách tay. Nói chung vỏ ngoài nó hơi xấu, được cái là sở hữu màn hình OLED nha. Sở hữu màn hình OLED. Kính camera nó có nứt nhẹ nha. Không ảnh hưởng nha mọi người. giá rẻ thôi. Con này giá bán của bên mình là 2,5 triệu nha. Nova 5 Pro 2,5 triệu, chip Kirin 980. Samsung Galaxy S10+ nha, RAM 8 128 hàng chính hãng nha. Ngoại hình mấy cái này thì nói chung là tầm 98 có hơi trầy. Giá bán là 4,2 triệu nha, S10+ nha, 4,2 triệu. Có được vài cây tùy theo tình trạng nha mọi người. Nói chung là máy hơi trầy chứ không được đẹp nha. Cây nào đẹp hơn thì giá cao hơn tí nha. S10+ 2 sim. Samsung con này rồi, con Oppo Reno 6 5G nha, RAM 8 128, máy đẹp keng. Nha. Con này thì có trầy nhẹ xíu nè, tróc xíu thôi. Giá bán là 4,350.000, 4,350. Mình có S21 mới về được, S21 hàng Việt Nam. 2 sim 8128 nha, giá bán là 5,950.000 nha, S21 5,950.000, máy 98 nha mọi người. Máy 98. S21 thì mình có hai màu tím và trắng nha. S21 5G hàng Việt Nam 2 sim. Oppo Reno 8T 5G nha, máy đẹp, màn hình cong. Con này RAM 8 như trong 128GB nha, 8T 5G. Giá bán của bên mình cây này là 6,4 triệu nha, 6,4 triệu, 8T 5G khoảng RAM 8 128. S21 FE RAM 8 128 luôn, bảo hành dài, máy đẹp keng luôn. Con này đẹp keng nha, 7 triệu. Có cái này hơi cắn nhẹ xíu, nha. 8256 hơi cắn nhẹ xíu. Cây này giá bán của bên mình là 6,6 triệu nha. S21 FE 5G. Hôm nay thì mình về được một ít Samsung Galaxy S21 Ultra 5G nha mọi người. Máy thì đẹp như mới luôn nha. Những cây này là những cây hãng nó bảo hành cho mọi người luôn nha. Nói chung là mấy cái này nè, viền đồ màn hình là còn siêu viền luôn nha. Hãng nó sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng nên mọi người mua cũng yên tâm. Màn hình là màn hình mới nha. S21 FE, S21 Ultra 5G. Giá bán của bên mình là 10 triệu, RAM là 12 bộ nhớ trong 128, ngoại hình đẹp 9899 nha. Những cái này sẽ được bảo hành cho mọi người là 3 tháng nha. Và mình sẽ bảo hành cho mọi người theo chính sách của hãng luôn. Đây, màu đen nha, màu đen thì còn keng 99 luôn nha. Rất là keng luôn. Màn hình này là màn hình mới hết nha mọi người. Giá bán của bên mình là 10 triệu nha. Mình có một cây phiên bản đặc biệt, giá bán là 10,5 triệu nè, phiên bản đặc biệt nha, hàng Samsung Việt Nam luôn, máy đẹp như mới luôn nha, này như mới luôn. Con này bản 256GB, bản đặc biệt này, lân sẽ là xanh nè, viền camera sẽ nhám nha. Đó, hàng Việt Nam bản đặc biệt. S22 Ultra 5G, con này là 256GB, ngoại hình đẹp 98 nha, đẹp 98, có hơi trầy xíu. Giá bán của bên mình là 10,5 triệu nha, 10,5 triệu. Có một màu hồng, ngoại hình cũng tầm 98, RAM 8 128 nha, 10,5 triệu. Mình có cây này hơi trầy nhiều, đây S22 lốt hơi trầy nhiều, giá bán là 9,6 triệu nha, S22 cộng 8 128 hơi trầy nhiều xíu, 9,6 triệu. Xiaomi Redmi Note 11 RAM 6 128 nha, ngoại hình đẹp 98, cái này hơi xấu nè, giá bán là 2,750.000 nha, 2,750. 6128. Mình có máy đẹp nha, máy đẹp đây. 6128 luôn. 2950 nha, 2950. Và mình có bản RAM 4 bộ nhớ trong là con này RAM 6128 luôn, máy đẹp nha. 6128 máy đẹp. 2950. Có RAM 4 bộ nhớ trong 64 nha. 2,550.000, Note 11 nha, 2,550.000, RAM 4 bộ nhớ trong 64. Là có RAM 4128 nha, 2,7 triệu, máy đẹp, 2,7 triệu nha, Note 11. Realme Q5 Pro nha, vuông bóc. Đây, Q5 Pro. Máy đẹp keng 99 nha. Con này thì sẽ là RAM 8GB bộ nhớ 128 nha, chạy chip Snap 870, màn hình OLED, Q5 Pro. Giá bán của bên mình là 5,1 triệu nha, 5,1 triệu, máy đẹp, Q5 Pro nha, vuông bóc. Xiaomi Mi 12 Pro, Tràn máy này, phun bóc luôn, sạc 120W siêu nhanh nha. Mi 12 Pro, ngoài đẹp ken 99 luôn. Con này thì máy chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha. RAM là 8 Gen 99. Giá bán của bên mình là 7.950.000 nha. Mi 12 Pro 7.950.000. Vivo V25, con này chạy chip Dimensity là 900 nha. Ngoại hình đẹp keng, còn sạc cáp zin đầy đủ hết nè, tai nghe nữa nha. Đầy đủ hết. V25. Giá bán của bên mình là 5.350.000 nha. Vivo V25 5.350.000. Samsung Galaxy S21 Plus nha, hàng Việt Nam, máy đẹp 98 nha. S1+. RAM là 8 bộ nhớ trong 128GB màu bạc. Giá bán của bên mình là 7 triệu nha, S21+, 7 triệu. Samsung Note 10 Lite, máy đẹp luôn. Note 10 Lite thì sẽ là RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Note 10 Lite. Note 10 Lite thì giá bán của bên mình sẽ là Note 10 Lite sẽ là 3.6 triệu nha, 3.6. Samsung Galaxy S20 FE, RAM 8 256, hàng chính hãng, ngoại hình thì còn đẹp ken 99, bảo hành dài nha, bảo hành 11 tháng nữa. Chip 865. Cái này thì giá bán của bên mình sẽ là 5.850.000 nha, 5.850. Poco X3, RAM 6 bộ nhớ trong 128 nha, ngoài nó hơi trầy xíu, Giá bán là 3.150.000 nha. Poco X3 sẽ chạy chip Snapdragon nha. RAM là 6128. iPhone XS, con này thì nói chung là vỏ xấu nha, XS này, vỏ xấu. Pin 100, pin thay là 100, vỏ xấu nha mọi người. Máy thì Menzin mà zin 64GB. Giá bán là 4.2 triệu nha, 4.2 triệu XS. Xiaomi Redmi Note 10s nha, RAM 8GB. Con này vỏ mặt là vỏ lân này nó cũng hơi trầy. RAM 8GB này, Note 10s nè, lân hơi xấu. Giá bán là 2.9 triệu nha, 2.9 triệu thôi. iPhone 11 Pro. Con này thì thay màng rồi nha, thay màng nhưng mà màng zin nha, không phải màng lô nha, màng zin nè. Linh kiện không xác định nhưng mà màng này là màng zin. Pin 100. 11 Pro Max. Cái này giá bán của bên mình là 7.850.000 nha, 7.850.000, 11 Pro Max nha. Đây, và hôm nay mình về được một lô bản Mỹ, nó màu đen Ultra 5G nè. Bản này sẽ được 2 SIM, một SIM vật lý và một eSIM nha. RAM 12 128. Máy đẹp nha, máy còn ken 99. Cái này thì giá bán của bên mình là 8.150.000 nha. Note 20 Ultra 5G bản Mỹ 8150. Và mình có thêm S21 5G. Con này thì bản Mỹ luôn nha, bản Mỹ. Bản Mỹ thì cũng được 2 SIM, một vật lý và một eSIM. S21 5G nha. RAM là 8 bộ nhớ trong 128GB, ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người, khá là đẹp. Giá bán của bên mình là 5.5 triệu nha, 5.5 triệu. Về được vài cây nha, 5.5 triệu. Bản Mỹ sẽ được 2 SIM nha, một vật lý và một eSIM. iPhone 12 Pro Max. Con này thì sườn nó có hơi cắn nhẹ nha. Sườn nó có hơi cắn nhẹ xíu nè, 12 Pro Max nha. 128GB, bản Mỹ luôn, bản Mỹ sẽ có modem 5G. Pin thì còn 93, pin cao nha, máy chuẩn pin cao. Ngoại hơi trầy xíu. Giá bán của bên mình là 13.8 triệu nha, 13.8 triệu. iPhone 12 Pro Max pin cao nha, 13.8 triệu. Samsung Galaxy S21 Plus, hàng Việt Nam, máy đẹp nha. Đây, hàng Việt Nam này cũng khá là keng luôn. Ủa, con này không phải hàng Việt Nam nha mọi người, con này hàng Việt Nam chứ, hàng Việt Nam. S21 cộng, RAM là 8 bộ nhớ trong 128GB. Máy đẹp nha, hàng Việt Nam, máy còn khá là keng luôn. Giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 7 triệu S21 cộng 7 triệu. Oppo Reno 6 5G ngoại hình đẹp keng 99 nha. Reno 6 5G khá là đẹp luôn. 4 triệu rưỡi nha mọi người, 4 triệu rưỡi. Reno 6 5G, RAM 8 128. Đây là có S21 22 Plus nữa. Đây. Samsung Galaxy S22 Plus ngoại hình keng luôn. Con này ngoại hình khá keng nha. S22 cộng nè, 2 sim hàng Việt Nam, máy keng. 10 triệu rưỡi nha mọi người, 10 triệu rưỡi. Màu xanh, mình có thêm màu hồng nữa nha. iPhone XS Max ngoại hình đẹp keng 99 nha, keng 99 luôn. Bạn con này là bản 256GB. XS Max máy zin 256GB. Này, tha hồ lưu trữ luôn, bản ZB. Pin con này hình như còn 85 nha. Pin 85. Giá bán của bên mình là 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu rưỡi. XS Max 256GB, 7 triệu rưỡi. Samsung Galaxy A24 ngoại hình đẹp như mới nha. A24. RAM là 8 bộ nhớ trong 128GB, ngoại hình đẹp như mới. Giá bán của bên mình là 4 triệu 8 nha, 4 triệu 8. Samsung Galaxy A23. RAM 6 bộ nhớ trong 128GB. A23 nha, ngoại hình trầy nhẹ. Giá bán là 3 triệu 350 nghìn nha. A23 RAM là 628. A24 RAM 6GB. Con này là máy như mới luôn. 66128. Giá bán của bên mình là 4 triệu 4 nha, 4 triệu 4. A24 6128. Galaxy S23 Ultra chứ, con này là phiên bản đặc biệt nè, màu rất là đẹp nè, ngoại đẹp keng 99. S23 Ultra. Giá bán của bên mình là 18 triệu 7 nha, 18 triệu 7, RAM 8 256GB. S23 Ultra nha, 18 triệu 7. Samsung Galaxy Z Flip 4 bản 256GB. Ngoại hình keng như mới nha, đây khá là đẹp luôn. Cái con Z Flip 4 này thì nói chung là gặp phẳng lì luôn nha, phẳng lì luôn. 8 256GB. Giá bán của mình là 11 triệu 7 nha, 11 triệu 7. Z Flip 4 11 triệu 7 full box. Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G, con này ngoại hình tầm 97 nha, giá bán là 5 triệu 650 nghìn thôi. Note 10 Plus hay RAM 12 bộ nhớ trong là 256GB nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G 1 SIM, con này RAM 8 256 nha, ngoại hình đẹp nha mọi người. Giá bán là 7 triệu 650 nghìn thôi, Z Flip 3 5G. Samsung A54 5G nha. Con này ngoại hình nó cắn nhẹ vết nè, máy 97 thôi. Giá tốt. 5 triệu 650 nghìn nha, rẻ hơn 1 triệu so với máy đẹp nha. Khá là rẻ rồi. Xiaomi, con này là Redmi Note 10, RAM 4 164, máy đẹp 98 nha. 2 triệu 250 nghìn, Redmi Note 10 sở hữu màn hình OLED chip Snap nha. Xiaomi Redmi Note 12 RAM 4 128, giá bán là 3 triệu 550 nghìn nha, Note 12 RAM 4 128. Google Pixel 6 Pro nha mọi người, RAM 12 bộ nhớ 128 nha, máy thì ngoại hình đẹp 98, 6 Pro. Giá bán là 7 triệu nha. 7 triệu Google Pixel 6 Pro. Pixel thì nói chung là một con máy siêu mượt nha, siêu mượt, cực kỳ mượt luôn. Giá thì chỉ có 7 triệu thôi nha. Xiaomi Redmi Note 11 Pro phiên bản 5G nha. 5G thì máy đẹp bên mình đang bán với giá là 4 triệu 7 nha, máy 98 thì 4 triệu rưỡi. Và mình có bản 4G nữa nha, 4G máy đẹp là 4 triệu 1 và máy 98 là 4 triệu nha. Đây 5G và 5G đẹp keng đây. 5G với 4G nó giống hệt nhau nha mọi người. Giống hệt về ngoại hình, nhìn sẽ không nhận ra được nha. Tiếp theo là cây Xiaomi Redmi 10 5G. Con này thì nói chung ngoại hình còn khá là keng. RAM sẽ là 4GB, bộ nhớ trong là 64, có hỗ trợ 5G nha, cấu hình mạnh. Con này chạy chip Dimensity nha mọi người, Dimensity, RAM là 4GB, có hỗ trợ 5G nha. Máy thiết kế rất là đẹp, hàng chính hãng, bảo hành dài nha, RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB nha. Giá bán của bên mình là 2.750.000. Redmi 10 phiên bản 5G. Samsung Galaxy S22 Plus nha, con này thì hàng chính hãng, còn bảo hành dài nha, máy đẹp keng, màu hồng. S22 Plus, Samsung S22 Plus này thì camera chụp hình rất là đẹp luôn, RAM là 8, màn hình trong 128, màn hình thì 120Hz nha, cực kỳ mượt, màn hình khá là to, máy đẹp, màu hồng nha. Con này thì giá bán của bên mình là 10.400.000 nha, S22 Plus, hàng chính hãng, bảo hành tới tháng 12, 10.400.000. Samsung, con này là con S21 FE 5G, bản RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB nha. Ngoại hình thì đẹp keng 99 nha, còn khá là keng. 8256. Cái này giá bán của bên mình là 6.900.000 nha, 6.900.000, màu xanh. S21 FE 5G. Và mình có thêm màu tím nữa nha, màu tím. Màu tím này thì RAM 8 128, ngoại hình cũng còn khá là keng này. Giá bán là 6.850.000 thôi. S21 FE 5G 8128. Xiaomi Redmi Note 11 Pro phiên bản 4G đây, đẹp. Con này thì giá bán của bên mình chỉ 4.000.000 thôi nha. 98% 4.000.000 mà 99 là 4.100.000. Samsung Galaxy S20 FE, con này thì RAM sẽ là 8GB, bộ nhớ trong là 256GB, hàng chính hãng, 2 SIM nha. Con này còn bảo hành dài luôn nha, bảo hành tới tháng 12 2023 luôn. 8256 FE. Con này chạy chip Snapdragon là 865 nha, ngoại hình thì còn khá là keng. Giá bán của bên mình là 5.750.000. S20 FE 5G nha, 5.750.000 thôi. Vinmax Joy 4 nha, RAM 3, bộ nhớ trong 64, con này pin 5000, chạy chip 665 nha, màn hình Full HD, máy còn khá đẹp luôn, 1.950.000 nha, Joy 4. Những cái Vinmax này thì anh em khỏi lo nha, mình sẽ bảo hành cho mọi người. Con này là i4 nha, RAM 6, bộ nhớ trong 64, giá bán là 2.250.000, i4 sẽ chạy chip 675, camera 48 chấm nha, pin cũng 5000 luôn. Những cây Vinmax này thì mình lấy từ hãng ra nha mọi người, nên bảo hành thì mọi người cứ yên tâm nha, Vinmax thì mình sẽ bảo hành cho mọi người chu đáo. Con này là con Realme Nazo 50i, RAM 4, 164, 1.850.000 thôi. Con này màn hình khá là to, pin trâu bò nha, Nazo. Con này thì nó giống là Oppo vậy đó. Vinmax Active 3, RAM 6, 164, sẽ bán là 2.150.000. Con này thì camera chính là 48 chấm. Màn hình là sở hữu màn hình OLED nha, Active 3. Active 3, RAM 6, 164, đẹp keng luôn. Những cái này là hãng nó thanh lý lại cho mình nha, nên là mọi người cứ yên tâm sẽ được bảo hành 3 tháng. Con này là con Realme 5S, RAM 4, bộ nhớ trong 128, 1.950.000 nha. Con này thì cũng pin 5000, chạy chip 665, camera 48 chấm luôn, màn hình thì HD cộng nha. Vinmax Lite 4, RAM 6, bộ nhớ trong 64, máy cũng kèn 99 nha. Những cái này là hãng nó đem ra, nó đưa ra, nó bán thanh lý ra nè, nên là nó đẹp như mới. Con này là con Vinmax Iris nha, RAM 6, bộ nhớ trong 64, ngoại hình 98, con này chạy chip Snapdragon là 730, camera 64 chấm, màn hình OLED nha. Giá bán là 2.550.000 thôi, Iris. Còn mình có Iris Pro nữa nha. Iris RAM 8, 128, máy kèn 99 là 2950 nha. Đây, màu xanh rất là đẹp luôn nha, 2950. Và mình có Iris Pro, Iris Pro thì giá bán của bên mình sẽ là Iris Pro sẽ là 2.950.000 luôn nha, 2950 luôn. Con này là con Sharp R5 nha, RAM 12, bộ nhớ 256, chạy chip 865, giá bán là 3.650.000 thôi, Sharp R5 nha, cấu hình khủng. Con này là con máy sách tay từ Nhật về nha, có khả năng kháng nước luôn. Motorola S20 Pro 8128, giá bán là 5.500.000 nha, S20 Pro rất là mượt luôn. Motorola này chạy chip 870, camera 108 chấm nha, con máy độc đẹp. Honor V40, RAM 8, 256, 5.500.000 nha, Honor V40, một con máy màn hình cong này. Máy này máy xách tay nội địa nha, ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người. V40 RAM 8, 256, mình giảm giá cho mọi người còn 5.200.000 thôi nha, V40 8256, chip mạnh nha. Vinmax Iris này, RAM 6, 164, máy kèn 99 luôn, màu xanh. Sân lục bảo nha. Còn cái mắt này là Active 3, con này thì hơi trầy nha. RAM là 6464, hơi trầy nhẹ thôi. 1.750.000 nha, 1750. Samsung Galaxy Z Fold 4 2 SIM nha, RAM 12, bộ nhớ 256, ngoại hình tầm 98 nha, hàng Việt Nam. Cái này trầy nhẹ thôi. Giá bán của bên mình thì chỉ với giá là 19.5 triệu nha, Z Fold 4 hàng Việt Nam 2 SIM. Con này thì máy rất là đẹp. Trầy nhẹ thôi nha mọi người, trầy nhẹ thôi. Những cái này viền xi nên nó dễ trầy xíu nha, Z Fold 4 chỉ với giá là 19.5 triệu hàng Việt Nam, còn qua hàng tháng 8 nha. Samsung S21 Ultra 5G, con này bản hàng trầy nhẹ, 1 SIM, giá bán của bên mình chỉ có 8 triệu nha mọi người. S21 Ultra 5G sẽ là RAM 12, của bên trong là 256GB. Oppo Reno 8 5G nha, RAM 8 256, ngoại hình đẹp keng 99, 7.2 triệu nha, 7.2 triệu Reno 8 5G. Sony XP31 Mark 3, RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB, con này bản quốc tế 2 SIM, ngoại hình đẹp keng 99 nha. Giá bán của bên mình là chỉ với giá là 7.9 triệu thôi. Realme Q5 Pro RAM 8 128 4.950.000 nha, Q5 Pro 5G. Con này thì chạy chip Snapdragon là 870 màn hình OLED nha. Oppo Reno 8T RAM 8 256, ngoại hình đẹp 9899 nha, giá bán của bên mình là 5.9 triệu. Reno 8T 5G bản 256GB, máy đẹp 99 nha, giá bán là 6.5 triệu nha mọi người. 8T 5G 6.5 triệu, máy đẹp 99. Galaxy S21 Plus 5G RAM 8 256, bản hàng 1 SIM nha, ngoại hình còn khá là đẹp luôn, tầm 98. Giá bán là 6.250.000. Cái này thì mình đang hết hàng nha, còn có được 1-2 cây thôi. Cái này thì trầy nhiều hơn xíu, giá bán là 6 triệu nha. S21 Plus 5G và mình có S21 5G nữa nha, giá bán của bên mình là từ 5 triệu cho tới 5.450.000 nha, tùy theo tình trạng máy đẹp hay xấu nha. Máy đẹp keng thì giá bán là 450. Đây. Mình còn được có vài dòng thôi, mấy dòng này thì nó sắp hết hàng nha. Samsung Galaxy Z Flip 4 này, hàng chính hãng, máy đẹp nha, hàng Việt Nam 2 SIM. Mình có màu tím nè, màu sữa nè, màu đen này, màu đen máy đẹp nha. Đây, hàng Việt Nam đây, có 3 màu. Giá bán của bên mình là 8 triệu nha, 8 triệu. Bản 256GB thì giá bán là 8.2 triệu. Và mình có cây này thì bản 1 SIM, hơi trầy 256GB, 7.450.000 nha. Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. Và mình có Z Flip 4 5G nữa nha, Z Flip 4 5G. Đây, Z Flip 4 5G thì mình có bản 128GB và bản 256GB nha. 128 thì bên mình sẽ bán cho mọi người với mức giá là 11.4 triệu, còn bảo hành tới tháng 2 2024. Và mình có bản 256GB bảo hành tháng 8 2023, giá bán là 11.4 triệu hết nha, đồng giá cho mọi người luôn. Tecno Bova 2 nha, con này RAM 4 như 164GB. Ngoại hình thì đẹp 98 nha mọi người. Con này thì được cái là pin tới 7.000 luôn. Khá đẹp. Màn hình là độ phân giải Full HD nha, camera là 48 chấm. Bova 2 RAM 4 như 164. 2.450.000 nha, 2.450.000. Xiaomi Mi 11T nha, con này thì RAM là 8GB, một như trong 128, máy khá đẹp luôn, Mi 11T 4.850.000 nha mọi người. Mi 11T con này chạy chip Dimensity là 1002, camera 108 chấm nha. Con này thì bên mình đang có rất là nhiều màu luôn, có bản 256GB nữa nha, giá thì tầm 4.950.000 trở lại nha. Poco X3 NFC, màn hình là Full HD, con này chạy chip Snapdragon là 732 nha, RAM là 4 như 164, X3 NFC. Mặt lân hơi trầy nhẹ nha mọi người, mặt lân hơi trầy nhẹ. Giá bán của bên mình là 2.950.000 nha, 2.950.000. Poco X3 NFC, RAM là 6GB, 4 như 164. Samsung Galaxy Note 10 Plus nha, bản hàng. RAM sẽ là 12GB, bộ nhớ trong là 256GB. Con này thì nói chung là viền nó hơi cắn xíu nha. Giá bán của bên mình chỉ có 5.650.000 thôi, bản hàng. Bản hàng thì sẽ 1 SIM nha, đây. RAM 12, bộ nhớ 256GB, viền thì nó có hơi cắn nha, do xài ốp nha mọi người. Note 10 Plus. 5.650.000 nha. Còn cây này là cây Realme Cái này mới ra nha, Realme C55, RAM là 6GB, bộ nhớ trong 128 nha. Máy thì rất là đẹp này, C55. Màn hình Full HD. Camera nhìn hầm hố lắm nha mọi người. Đây, camera khá đẹp luôn. Này, camera cực đẹp nha. Nói chung mới ra, còn mẫu hình dài, ngoại hình đẹp như mới luôn. Làm hai camera tổ bố luôn nha, 64GB. Realme C55 nha. Giá bán của bên mình là 3.1 triệu nha, 3.1 triệu C55. Samsung Galaxy S22 Ultra nha, con này thì viền nó hơi cắn lắm tấm nha. Đây, giá thì nó cực kỳ tốt, 12,5 triệu thôi. RAM là 8GB, bộ nhớ trong 128GB nha. S22 Ultra 12,5 triệu. Đây, hàng Việt Nam nha, nó hơi cắn này, sườn nó có hơi cắn xíu. Giá rẻ nha mọi người, chỉ với giá 12,5 triệu thôi. Màn hình thì nó cũng có trầy nhẹ nha, có trầy nhẹ lông mèo. 12,5 triệu. iPhone 11 Pro Max nha. Con này thì nói chung là 256GB, giá bán của bên mình là 10 triệu. 11 Pro Max 256GB. Pin còn 95 nha, pin cao, pin 95. Chỉ có giá là 10 triệu thôi nha, 11 Pro Max. Okay. Này là cái Oppo Pad Air nha, Oppo Pad Air, cái này màn hình còn đẹp ken 99. Con này màn hình là như là 10 inch, độ phân giải 2K nha, RAM 4GB, chạy chip Qualcomm Snapdragon là 680, pin trâu bò, màn hình đẹp, máy zin còn bảo hành. Giá bán của bên mình cái này là 3.850.000 nha, Oppo Pad Air, RAM 4GB, màn hình 10 inch. Rồi tiếp theo là cái Samsung Galaxy Tab S7 FE nha, Tab S7 FE, ngoại hình đẹp keng luôn. Con này thì đẹp nha, ngoại hình còn khá đẹp. Màn hình con này thì rất là to luôn, màn hình lên đến 13 inch nha. Con này thì có xài sim, nghe gọi như điện thoại, một sim, màn hình 13 inch, độ phân giải là Full HD. Con này chạy chip Snapdragon là 750. Giá bán của bên mình cái này là 6.4 triệu nha, 6.4 triệu. Cái này thì mình đang còn 2 cây. Đây. 2 cây. 6.4 triệu nha, loa AKG nghe rất là hay luôn. Màn hình to, chip Snapdragon 750 5G, màn hình cực kỳ to nha, 13 inch. iPhone 11, cây này ngoại hình nó hơi chảy nha, ngoại hình hơi chảy nè. Pin thì còn cực kỳ cao luôn, hàng Việt Nam nha. Pin còn 94, ngoại hình hơi chảy nha, 64GB. Giá thì cực kỳ tốt nha, 6.2 triệu thôi. iPhone 11, pin 94, viền nó hơi trầy dăm dăm nha mọi người. Máy zin 64GB, hàng Việt Nam, 6.2 triệu. Samsung Galaxy S20 FE 5G, con này thì hàng Việt Nam nha. Hàng Việt Nam thì chạy chip Snapdragon là 865. À, con này là bản Mỹ chứ. Sorry nha, con này bản Hàn. S20 FE 5G bản Hàn, con này màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ luôn nha, rất là nhẹ luôn, nhìn rất là mờ luôn nha, không thấy luôn á. Giá bán của bên mình chỉ với giá là 3.6 triệu nha, 3.6 triệu. S20 FE bản Hàn, một sim, RAM là 6GB, RAM 6GB, bộ nhớ 128 nha, chip Snapdragon. S20 FE ngoại hình còn khá là keng nha. Samsung Galaxy A13, RAM 6GB, RAM 6GB, máy thì đẹp 98, 2.750.000 nha, A13 2750, RAM 6GB. iPhone 11, cái này ngoại hình trầy nhẹ. Pin 91 nha. Con này hình như hàng Việt Nam còn bảo hành luôn nha mọi người. Đây, hàng Việt Nam này 64GB, iPhone 11. Viền nó hơi trầy dăm dăm nha, đây hơi trầy dăm dăm. Cái này giá bán của bên mình là 6.7 triệu nha, 6.7 triệu, máy zin nha, pin 91, iPhone 11. iPhone 12 Pro 12 Pro 128GB bản Mỹ. Pin con này thì còn 85 nha, 85. Giá bán của pin mình chỉ với giá là 11 triệu rưỡi nha, 12 Pro 11 triệu rưỡi. iPhone 11 nữa nha. Cái này thì nói chung là màn hình thay rồi nha, màn hình zin nha mọi người, màn hình zin nha. Đây pin 84. Đây linh kiện màn hình không xác định nhưng mà con này là màn hình zin nha, màn hình zin. Giá bán của bên mình cây này chỉ với giá là 5 triệu 6 thôi, iPhone 11 nha, 64GB. Bản Mỹ nha, bản Mỹ 5 triệu 6. Realme 10 Pro LED nha. Đây con máy màn hình cong chip Dimensity 1080 nha, 10 Pro cộng nha, 5G. RAM sẽ là 8GB bộ nhớ 128 chip Dimensity 1080 nha. Máy rất là đẹp, màn hình cong. Và đẹp như mới luôn. Giá bán của bên mình là 4 triệu 6 nha, 4 triệu 6. Realme 10 Pro LED 4 triệu 6 thôi. Samsung Galaxy S22 sườn nó hơi trầy, 7 triệu 6 nha, 7 triệu 6 thôi, mình giảm giá luôn. RAM 8256 nha, 7 triệu 6. Con này là con Realme 10 Pro LED nha, 5G, RAM 8 128 màn hình đẹp 99, 4 triệu 6, Realme 10 Pro LED. Con này thì nó giống hệt như con là Oppo Reno 8T 5G nha, con này chạy chip Dimensity là 1080. Vivo Y21 RAM 4 128 màn hình đẹp 98, 2 triệu 2 nha. Oppo Reno 7 4 triệu 9. Reno 7 phiên bản 5G, bản RAM 8 256 4 triệu 9. Samsung Galaxy Note 20 hàng Việt Nam 2 SIM. Con này ngoan nó hơi trầy nha, ngoan hơi trầy. Giá bán của bên mình là 5 triệu 650 nghìn nha, Note 20 hàng Việt Nam 5 triệu 650 nghìn.